cái cách hoặc là chia sẻ cho các bạn để mà các bạn có thể bán hàng cho doanh nghiệp. Nếu như mà các bạn đang chưa biết khai thác thông tin từ khách hàng thì đây sẽ là cái video để giúp cho bạn có thể tìm hiểu được những cái vấn đề của khách hàng hoặc là những cái cách để các bạn có thể giao tiếp với khách hàng một cách tốt nhất. Làm như thế nào để bạn có thể hỏi khách hàng rất nhiều thông tin nhưng mà họ lại cảm thấy vô cùng hứng thú với điều đó? Nếu như bạn đang có những cái thắc mắc như tôi thì video ngày hôm nay đó là dành cho bạn. Nếu như mà bạn làm sale ấy về những cái lĩnh vực mà thấu hiểu về nhu cầu của khách hàng, ví dụ như là những cái sale về bất động sản hay là sale về mỹ phẩm, sale về chăm sóc da, về điều trị da, thì bạn đang là những cái người mà dành rất nhiều những cái thời gian để giới thiệu về sản phẩm của mình, về cái giải pháp của công ty bạn, thì trường hợp thứ nhất, rất là nhiều khách hàng không có những cái kiến thức đủ để họ thực sự không biết được họ muốn gì với những cái sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Khi mà họ cứ nghe những cái lời giới thiệu tốt đẹp của bạn về những cái bộ sản phẩm của bạn, về mỹ phẩm của bạn, hay là về những dự án hay về những bất động sản của bạn, thì đối với tôi thì khách bạn đang thực sự chưa phải là mang trên một cái phương diện là trao được cái giá trị nhiều cho khách hàng. Và trường hợp này ấy, thì xảy ra rất là nhiều, đặc biệt là với những cái sale mà mới, hay là gặp những khách hàng mới mà họ đang có cái nhu cầu là muốn tìm hiểu về những cái sản phẩm và dịch vụ, hay là muốn điều trị nám, nên là chúng ta cũng chưa biết giúp cho khách hàng như thế nào để họ có những cái mục tiêu, có những cái kế hoạch như thế nào trong quá trình điều trị da hoặc là trong cái quá trình để đầu tư về cái nguồn tiền của họ. Trường hợp thứ hai, nếu như mà bạn chỉ dành cái phần lớn thời gian của mình để giới thiệu về bản thân, thì những khách hàng mà tinh ý hay là thông minh ấy, thì họ sẽ nhanh chóng từ chối và chấm dứt những cái hợp đồng với bạn. Hoặc nếu như mà bạn phải khai thác rất là nhiều những thông tin của khách hàng, nhưng mà bạn phải đặt ra rất nhiều những câu hỏi với khách hàng, bao gồm là những cái vấn đề về riêng tư, ví dụ như là trong cái lĩnh vực mỹ phẩm mà tôi đang làm chẳng hạn, nếu như mà khách hàng đang đang muốn điều trị về da, và nó là một cái quá trình mà họ có thể điều trị từ 3 cho tới 6 tháng, nó là một quá trình. Và nếu như mà tôi chỉ có đơn giản là chào khách hàng về cái sản phẩm của mình, thì chắc chắn là khách hàng sẽ rơi vào cái tình trạng đó là họ thậm chí là họ không có cái khả năng để chi trả. Bởi vì rất nhiều những cái nơi khác có thể đưa ra rất nhiều những cái chính sách hoặc những cái lời mời chào hấp dẫn. Thì thay vào đó, với mỗi một khách hàng thì tôi sẽ đưa cho họ một số những cái mảng thông tin cá nhân để cho họ điền vào đó, để tôi có thể chăm sóc được chính họ, bao gồm là có thể là tên, tuổi, hay là gia đình của họ, hay địa chỉ, hay là sinh nhật của họ, để tôi có thể có những cái thông tin về con cái, công việc làm, những cái CV của họ, để tôi có thể chăm sóc được cho họ tốt hơn. Và tôi sẽ có thể thấu hiểu được về là tài chính của họ đang thiếu gì, đang cần gì, để tôi thật sự hiểu về khách hàng như chính bản thân của mình, thì tôi cũng có thể đủ cái sự tự tin để đưa ra những cái gói liệu trình phù hợp nhất cho khách hàng. Bởi vì bạn có thể hình dung rằng nếu như mà tôi chỉ đưa ra một loạt các câu hỏi dài dằng dặc cho khách hàng và yêu cầu họ trả lời cho những cái câu hỏi đó, thì chắc chắn rằng là ai cũng ngại và họ không muốn trả lời cho những cái câu hỏi đó. Chính vì vậy, nếu như khi mà chúng ta đang muốn khai thác rất là nhiều thông tin của khách hàng, thì bạn phải cần rất là khéo léo để khách hàng đưa ra những cái thông tin mà họ không có cái gì ngại hết, và họ không có một cái cảm giác là bị tra khảo. Vậy thì bây giờ làm như thế nào? Và đây là hai kỹ năng mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Kỹ năng thứ nhất, hãy tạo ra những cái lời gợi mở để cho khách hàng kể về bản thân của họ và tiếp tục đi theo những cái dòng chảy đó để họ nói về họ. Nói theo như cách khác thì ai trong chúng ta cũng đều muốn nói về chính mình, ai cũng muốn kể về mình, kể về gia đình của mình, nhưng không muốn người khác tra khảo cho mình. Nên nếu như mà bạn biết cái cách để cho khách hàng dẫn dắt câu chuyện cho khách hàng, để họ có thể chia sẻ những cái câu chuyện của họ, chia sẻ về gia đình của họ, chia sẻ về cuộc sống riêng tư của họ, thì chắc chắn là họ sẽ luôn luôn gợi mở và họ sẽ yêu quý bạn hơn. Ví dụ là tôi sẽ thường nói với khách hàng của mình rằng là hiện tại thì chị đang ở đâu, gia đình của chị thì chị có thường có mấy bé, bé nhà chị bao nhiêu tuổi rồi, hay là tôi sẽ hỏi là họ đang làm công việc gì đó. Tôi không hỏi họ rằng là họ có bao nhiêu tiền, hay là họ muốn đầu tư vào da mặt điều trị cho họ, điều trị nám, điều trị mụn, vân vân, những cái combo cho họ bao nhiêu tiền. Bởi vì là nếu như mà họ có thể đang là những cái giai đoạn đầu tiên đang muốn tìm hiểu tôi, hoặc là đang muốn tới với cái hệ thống của tôi, nghĩa là khách hàng đó ấy,
có thể là họ chưa có cái khả năng để chúng ta có thể chốt họ ngay được, mà chúng ta cần phải có một cái khoảng thời gian và chúng ta phải khai thác nhiều hơn những cái thông tin của khách hàng đó, thì khi đó chúng ta mới có thể gần gũi khách hàng và biết thực sự cái mục đích của khách hàng là gì, để chúng ta giúp khách hàng đúng những cái mà khách hàng mong muốn. Kỹ năng thứ hai đó là bạn hãy lắng nghe những cái câu chuyện mà khách hàng đang kể với mình, và đặc biệt là hãy đặt mình vào cái câu chuyện đó, khai thác để tiếp tục các bạn có thể nhẹ nhàng lấy được cái thông tin của khách hàng. Ví dụ khách hàng hay nói với tôi như thế này: anh chị cũng đang chuẩn bị được một cái khoản nào đó để chuẩn bị để có thể làm trẻ cho mình, hoặc là làm phục hồi da cho mình, hoặc điều trị da cho mình, nhưng thực sự là anh chị chưa biết được rằng là cần thực tế nó là chính xác là cần bao nhiêu, vân vân đó. Thì nếu như mà khách hàng bạn nghe thấy khách hàng nói như vậy, thì hãy tiếp tục khai thác thêm thông tin của khách hàng, đó là bạn có thể đưa ra những cái cách, ví dụ như là nếu như mà để mà điều trị về da như vậy ấy, thì chắc chắn là công việc của chị cũng đã khá là ổn định rồi đúng không ạ, hay là chị cũng đang quyết định là chúng ta sẽ đầu tư để chúng ta có thể tự tin hơn, hoặc chúng ta đầu tư để có một cái công việc tốt hơn, vân vân đúng không ạ. Thì bạn sẽ khai thác thêm về cái câu chuyện, về cái dòng chảy của khách hàng, hoặc là các bạn nếu như mà muốn tìm hiểu là gia đình của họ, ví dụ như là chồng của họ làm gì, hay là các con của họ đang bao nhiêu tuổi rồi và đang chuẩn bị đi học hay chưa, hay là tầm tầm chi phí của các con họ bao nhiêu đó, thì các bạn sẽ có thể khơi gợi thêm những cái câu chuyện về gia đình của họ và tiếp tục đặt cái vị trí của mình vào dòng chảy của họ, để bạn có thể thấu hiểu được khách hàng nhiều hơn. Và bạn hãy nhớ với tôi rằng nếu như bạn muốn là một người bán hàng, là một người cho khách hàng tin tưởng, là một người giúp đỡ khách hàng và trao giá trị cho họ, thì bạn phải đứng và ngồi ở trên cái ghế của khách hàng, và đặc biệt là bạn phải trao giá trị cho khách hàng một cách thật sự. Và khi mà các bạn hỏi khách hàng ấy, thì các bạn hãy đưa những cái câu hỏi gợi mở, những câu hỏi mà họ dễ dàng chia sẻ, và tiếp tục bạn sẽ đi dần vào cái câu chuyện và cuộc sống của khách hàng, và đừng mang trên tâm thế là bạn đang đi tra khảo khách hàng, thì họ sẽ rất là thoải mái để họ chia sẻ những cái vấn đề của họ với bạn, và bạn sẽ dư dư cái khả năng có thể giúp đỡ được họ. Bạn hãy nhớ rằng dù bạn có là ai đi chăng nữa, nhưng bạn hãy đặt địa vị của mình vào khách hàng. Mình sẽ luôn luôn mong muốn là được khen với những thành tựu của mình. Mình sẽ luôn luôn mong muốn là được quan tâm, được đồng cảm, được đồng bộ. Hãy nhớ, bạn là người bán hàng giúp đỡ, bạn phải thể hiện cái sự quan tâm của mình với khách hàng, đồng bộ với khách hàng, ngồi ở trên ghế của khách hàng. Và khi đó họ sẽ chia sẻ với bạn, họ tin tưởng bạn, và họ sẽ đưa cho bạn rất nhiều những thông tin để bạn có thể khai thác với khách hàng. Và bạn hãy nhớ rằng đưa tất cả những cái thông tin hoặc những câu hỏi để dẫn dắt khách hàng của chúng ta đưa tới những cái chủ đề phù hợp. Bởi vì những khi mà khách hàng mà nói chuyện với tôi xong ấy, thì họ sẽ thường nói với tôi rằng là thực ra là chị cũng đã đi tìm hiểu rất là nhiều nơi rồi, thế nhưng mà chị thích em bởi vì cái sự nhiệt tình của em, vì cái cách nói chuyện của em, vì cái thái độ phục vụ của em, nên là chị mới đi tới với em. Bạn có thấy đó có phải là một cái phản hồi rất là tuyệt vời của khách hàng đúng không ạ? Bởi vì rằng là khách hàng chỉ đi tới với bạn khi mà họ yêu quý bạn, họ tin tưởng bạn mà thôi.